Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 25 tháng 4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị gặp gỡ và triển khai công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4, Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo các sở ngành, các huyện, thị xã, thành phố và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị, luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng dân, các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch và chủ động tích cực triển khai các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng dân các cấp. Với tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ, khách quan, thống nhất cao và bảo đảm đúng các quy định của pháp luật, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3, thống nhất lựa chọn lập danh sách 17 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội do tỉnh giới thiệu, 143 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm cơ cấu thành phần và số dư cần thiết. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã thông báo tình hình kinh tế xã hội của tỉnh năm 2020 và 4 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sĩ Lợi giới thiệu tổng quát về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, chia sẻ một số kỹ năng, kinh nghiệm khi gặp gỡ tiếp xúc cử tri. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam bày tỏ vui mừng khi được Hội đồng Bầu cử Quốc gia phân công về ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 tại Thanh Hóa. Đại tướng Lương Cường khẳng định sẽ luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, nỗ lực phấn đấu hết mình để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân giao phó, lắng nghe và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, tích cực tham gia cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa thực hiện thắng lợi mục tiêu mà nghị quyết Đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã xác định, đến năm 2025 đưa Thanh Hóa vào nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước. Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Hội đồng dân tỉnh Thanh Hóa khóa 18, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của các cơ quan, địa phương và cử tri đối với các ứng cử viên, khẳng định ý thức trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng dân trước Đảng, trước nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh thành công tốt đẹp, Ủy ban bầu cử tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ngành chức năng cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và các quy định liên quan đến bầu cử. Trước mắt cần tập trung chỉ đạo lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử, tiến hành công bố công khai theo quy định, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng, chuẩn bị thật tốt các điều kiện đảm bảo cho ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật, triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử, kịp thời phát hiện các vấn đề phát sinh, vướng mắc để tập trung giải quyết, tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bầu cử, tích cực tham gia công tác bầu cử và đi bỏ phiếu theo đúng quy định,
phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng với truyền thống đoàn kết, với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ thành công về mọi mặt, thực sự là ngày hội của toàn dân. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Đợt nắng nóng kéo dài 75 ngày của năm 2020 đã làm hồ Trường Sơn và hồ Làng Hợi thuộc xã Xuân Du, huyện Như Thanh bị sự cố, mất an toàn. Ngay trong năm, tỉnh Thanh Hóa đã cấp kinh phí để huyện Như Thanh tổ chức xử lý khẩn cấp, đảm bảo an toàn cho các công trình này. Hồ Trường Sơn thuộc xã Xuân Du, huyện Như Thanh là công trình xây dựng từ cách đây hơn 30 năm, đã hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng nên phải cải tạo, nâng cấp toàn bộ đập chính với chiều dài hơn 200 mét, xây dựng mới cống điều tiết và tràn xả lũ, tổng mức đầu tư gần 11 tỷ đồng. Đối với hồ Làng Hợi, nhà thầu phải bóc phần đất ở thân đập bị sạt trượt, sau đó đắp đất mở rộng thân đập, gia cố chân đập phía hạ lưu, đổ bê tông mặt đập, sửa chữa cống điều tiết. Cả hai công trình đều do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 172 có trụ sở tại thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh đảm nhận thi công. Do yêu cầu vừa thi công vừa đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất, đồng thời phải gấp rút hoàn thành công trình trước mùa mưa lũ, nên nhà thầu đã tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành 90% khối lượng công việc đối với hồ Làng Hợi và khoảng 65% đối với hồ Trường Sơn. Đối với nhà thầu thì đang tích cực ngày đêm để hoàn thiện công trình hồ Trường Sơn và hồ Làng Hợi trước mùa mưa lũ để đảm bảo an toàn cho bà con nông dân và yêu cầu tiến độ đặt ra của huyện. Hai công trình hồ Làng Hợi và hồ Trường Sơn có nhiệm vụ tích nước, đảm bảo nước tưới cho gần 100 ha đất nông nghiệp của xã Xuân Du, huyện Như Thanh. Phía hạ lưu hồ có nhiều hộ dân sinh sống nên việc tỉnh Thanh Hóa quan tâm đầu tư kinh phí xử lý khẩn cấp hai công trình này sẽ giúp người dân yên tâm sinh sống sản xuất. Trước đây ở đây là nước vẫn tràn vào nhà và phải quay đi lại và bên bãi tràn á nó nhỏ. Cho nên là ách tắc vẫn tràn. Nhưng bây giờ làm rộng như thế này tôi rất an tâm. Trong quá trình thi công công trình, huyện Như Thanh đã chỉ đạo xã Xuân Du giải phóng mặt bằng, không để vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm tới nay, Thanh Hóa đã có 716 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 23,9% kế hoạch, tăng 5,14% so với cùng kỳ, xếp thứ 7 cả nước về số lượng đăng ký thành lập mới. Trong tình hình dịch COVID-19 đã được kiểm soát tốt, các địa phương trên địa bàn tỉnh đều đang tập trung các giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển doanh nghiệp với mục tiêu thành lập mới 3.000 doanh nghiệp trong năm 2021 và đưa doanh nghiệp đi vào hoạt động hiệu quả. Kiện toàn lại Ban Chỉ đạo Phát triển Doanh nghiệp huyện, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, từng xã thị trấn trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp mới. Định kỳ ra ban hàng tháng về kịp thời có văn bản đôn đốc chỉ đạo công tác thực hiện nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp tại địa phương là những giải pháp đang được huyện Như Thanh tập trung triển khai thực hiện. Vì vậy, chỉ tính từ đầu năm đến nay, huyện Như Thanh đã thành lập mới được 13 doanh nghiệp, đạt 37% kế hoạch năm 2021 và tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhiều hộ kinh doanh đã nhận thấy rõ những lợi ích khi chuyển đổi lên doanh nghiệp. Được sự hỗ trợ và tư vấn từ chính quyền địa phương, các cấp thì đã hỗ trợ để nâng lên là doanh nghiệp. Trong quá trình lên doanh nghiệp, thủ tục hồ sơ thì được hỗ trợ toàn bộ lên doanh nghiệp. Có nhiều thay đổi về khách hàng lớn hơn, các đơn vị bảo hiểm có thể hợp tác cùng các đơn vị bảo hiểm, cùng các công ty doanh nghiệp vận tải. Này đối với huyện Như Thanh thì đã ban hành cơ chế là hỗ trợ mỗi một doanh nghiệp là thành lập mới thì là được hỗ trợ 3 triệu đồng. Và về mặt hồ sơ để hỗ trợ cho họ toàn bộ cái công tác làm cái hồ sơ ban đầu. Cái nữa là các thông tin để các cái lĩnh vực về quy hoạch rồi cũng như là các cái định hướng của huyện cũng được là thông tin ở trên cái trang thông tin điện tử của huyện. Để qua đó thì các doanh nhân doanh nghiệp rồi cũng như là các cái cơ sở kinh doanh cũng nắm được và họ có thể định hướng được để họ phát triển doanh nghiệp. Những tháng đầu năm 2021, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã tác động không nhỏ đến công tác thành lập mới doanh nghiệp. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên các hộ kinh doanh cá nhân có tâm lý e ngại chuyển đổi mô hình hoạt động, đầu tư mở rộng sản xuất. Trước thực tế này, các ngành các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động vận dụng cơ chế chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh
để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển cơ sở tầng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ các thủ tục như kê khai thuế, kế toán thuế cho doanh nghiệp. Nhờ vậy, từ đầu năm đến nay đã có 13 trên 27 huyện, thị xã, thành phố có số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước. Nhiều địa phương có số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao như Thường Xuân, Lang Chánh, Quảng Hóa, Nông Cống, Yên Định, Thiệu Hóa. Đối với huyện Thiệu Hóa, 4 tháng đầu năm thì số doanh nghiệp thành lập mới đạt là 26 doanh nghiệp trên 46 doanh nghiệp theo kế hoạch, tương đương với là 56%. Năm nay, Ủy ban Nhân dân huyện ban hành cái đề án phát triển cụm công nghiệp giai đoạn 21-25. Song song với đấy là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để nhằm xây dựng các cái chính sách, các cái chế độ để hỗ trợ các doanh nghiệp. Dù đạt những kết quả khả quan, công tác phát triển doanh nghiệp tại Thanh Hóa vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi mà đa số doanh nghiệp mới là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Tỷ lệ doanh nghiệp sau khi thành lập gia nhập thị trường và có phát sinh doanh thu còn đạt thấp. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh cũng có hơn 760 doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng kinh doanh, tăng cao so với cùng kỳ. Do đó, cùng với việc tập trung thực hiện mục tiêu phát triển mới 3.000 doanh nghiệp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục tăng cường các chương trình đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực quản trị cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường, tiếp cận các chính sách ưu đãi về tín dụng, nguồn lao động để hoạt động thực sự hiệu quả. Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng các chương trình mục tiêu quốc gia và Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn đã tổ chức khai mạc trưng bày giới thiệu các sản phẩm ô cốp tỉnh Thanh Hóa nhân dịp khai trương du lịch Sầm Sơn năm 2021. 51 sản phẩm ô cốp của 48 xã thuộc 12 huyện, thị xã, thành phố đạt từ 3 sao trở lên được trưng bày tại thành phố Sầm Sơn đã thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan mua sắm. Đại diện cho các cái cơ sở sản xuất và cũng như các cái sản phẩm ở Thanh Hóa thì hợp tác xã ô cốp ra đời để nhằm mục đích để giới thiệu các sản phẩm, những cái sản phẩm đặc trưng của vùng miền và những sản phẩm có chất lượng cao để cho các du khách về đến thành phố Sầm Sơn cũng như là tỉnh Thanh Hóa để làm sao mà cho đến cái biết được những sản phẩm đặc trưng vùng miền và cũng những sản phẩm có chất lượng của Thanh Hóa để đưa đến du khách cho mọi miền trong Tổ quốc cũng như trên thế giới. Chúng tôi rất là vui mừng vì đây là một cái cơ hội để cho các cái doanh nghiệp, các cái sản phẩm đặc trưng, đặc sản của Thanh Hóa giới thiệu đến khách du lịch và bà con nhân dân trong tỉnh nhà. Sự kiện này là một sự kiện lớn của thành phố Sầm Sơn và chúng tôi hy vọng rằng là sự kiện này các doanh nghiệp sẽ thúc đẩy cái việc truyền thông quảng bá cho người dân biết đến các cái sản phẩm của Thanh Hóa nhiều hơn. Thanh Hóa hiện đã có 76 sản phẩm được công nhận sản phẩm ô cốp cấp tỉnh, 12 sản phẩm đang được đề xuất công nhận và 2 sản phẩm đang được đề xuất là sản phẩm ô cốp 5 sao quốc gia. Việc trưng bày sản phẩm tại thành phố du lịch Sầm Sơn lần này sẽ giúp các chủ thể có cơ hội quảng bá, kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ô cốp. Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục sẽ tham mưu cho cấp ủy, rồi cho chính quyền và đặc biệt là đồng hành cùng với các chủ thể ô cốp sẽ đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tuyên truyền. Sau đấy thì sẽ tiếp tục khuyến khích các chủ thể trên cơ sở các cái sản phẩm mà hiện có sẽ tư duy phát triển các sản phẩm mới và tạo ra sự đa dạng sản phẩm tại địa phương. Cũng trong khuôn khổ trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp lần này sẽ diễn ra hội thảo kết nối giao thương sản phẩm ô cốp, sản phẩm tiềm năng tham gia ô cốp. Đợt trưng bày và giới thiệu sản phẩm sẽ kéo dài trong 10 ngày, từ 24 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5 năm 2021. Đến thời điểm này, trong tổng số trên 115.000 hecta lúa chiêm xuân, Thanh Hóa có 20.000 hecta lúa đã trỗ và chín sữa, 90.000 hecta đang trỗ và sắp trỗ. Diện tích còn lại đang trong giai đoạn ôm đồng. Do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết, hiện trên đồng ruộng đang xuất hiện một số loại sâu bệnh gây hại lúa. Do vậy, các địa phương cần tăng cường chỉ đạo bà con nông dân, kiểm tra thăm đồng, thực hiện các biện pháp phòng trừ kịp thời. Huyện Hậu Lộc có trên 4.000 hecta lúa chiêm xuân, phần lớn đang trỗ và chuẩn bị trỗ. Hiện các trà lúa đang xuất hiện một số loại sâu bệnh hại như sâu cuốn lá, khô vằn, sâu đục thân và dự báo trong thời gian tới rất dễ phát sinh các đối tượng đào ồn cổ bông, dày các loại. Do vậy, việc tuyên truyền hướng dẫn cho bà con nông dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng trừ được địa phương quan tâm hàng đầu. Cùng với phân công cán bộ bám sát cơ sở, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện phối hợp với các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, các đơn vị cung ứng vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, tổ chức tập huấn cho bà con ngay tại đầu bờ thông qua các mô hình trình diễn, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ với từng đối tượng sâu bệnh.
Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thanh Hóa, thời gian qua trên các chả lúa đã và đang phát sinh một số loại sâu bệnh hại. Dù thời điểm này sâu bệnh vẫn đang được kiểm soát, nhưng nguy cơ phát sinh và lây lan trên diện rộng khá cao. Trong đó có bệnh đạo ôn cổ bông, nhất là trên ruộng đã bị đạo ôn lá chưa được phun phòng triệt để và các giống dễ nhiễm như Bắc Thịnh, TBR225, TBR45, Q5. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, lem lép hạt, dày nâu, dày lưng trắng, sâu đục thân sẽ tiếp tục xuất hiện và lây lan trên diện rộng nếu không phòng trừ kịp thời, nhất là trên các chả lúa bón phân không cân đối, thừa đạm, các giống lúa có bản lá rộng và ở những ruộng cấy dày. Trên cái diện tích lúa mà đã trổ và chuẩn bị trổ thì bà con chú ý cho thứ nhất đó là cái bệnh đạo ôn cổ bông. Trên cái chả lúa mà coi như là bản lá rộng thì bà con chú ý cho cái bệnh bạc lá. Và trên cái diện tích lúa đã trổ xong uốn cầu và thậm chí đỏ đuôi thì bà con tập trung chú ý cho cái rẩy lứa ba. Và trên cái chả cực muộn của chúng ta khoảng trên 5.000 ha thì chúng ta chú ý cho cái sâu cuốn lá trên lá đọc. Để chủ động phòng trừ thì bà con thường xuyên thăm đồng kiểm tra rất là sát thực trên những cái chi tiết từng giai đoạn. Hiện phần lớn diện tích lúa xuân trên địa bàn tỉnh đang trổ và chuẩn bị trổ. Đây là giai đoạn quan trọng, nếu bị sâu bệnh gây hại nặng sẽ không có khả năng phục hồi và ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất cuối vụ. Do vậy, cùng với tăng cường kiểm tra, phân rõ các chả lúa đã trổ, đang trổ và thời gian trổ, các trung tâm dịch vụ nông nghiệp, phòng chuyên môn trên địa bàn cần tích cực tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân thực hiện các biện pháp chăm sóc phòng trừ sâu bệnh có hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, năm 1947, trong lần về thăm Thanh Hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn cán bộ đảng viên phải đem tài dân, sức dân của dân để làm lợi cho dân. Thực hiện lời dạy của Người với sự đồng thuận cao của cấp ủy chính quyền và các tầng lớp nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới của Thanh Hóa đã huy động được tối đa nguồn lực trong dân, tạo nên những vùng quê đáng sống. Dân tỉnh ở đây là rất sung sướng đi về và đường xá rồi là xia cộ rồi các cháu chơi những đốm là rất là phấn khởi. Đường trước đây là chỉ có độ khoảng 2,5-3 mét nhưng bây giờ chúng tôi mở đến đây là khoảng 8 mét chứ không ít đâu. Cho nên là được cái đồng thuận của dân. Thế nhưng mà là phải sòng phẳng. Cái gì dân được hưởng, cái gì dân được quyền lợi thì lúc đó là nhân dân đã đồng thuận. Thế bác cũng bảo là dễ 100 lần không dân cũng chịu, mà có 1 triệu lần dân liệu cũng xong. Xã là có 14 tiêu chí nhưng mình phải là cái tiêu chí số 15. Vì miệng nói, tay phải làm mà tai lắng nghe bà con người ta nói. Xong đó rồi là mình kết hợp là cùng làm, cùng phải là những người thực sự mình phải là những người đi đầu. Phải là những người gương mẫu. Mà không những mình rồi nhưng mà toàn thể các đồng chí cán bộ đảng viên ở đây đều phải như thế. Vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên được xem là yếu tố quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở xã Đông Văn, huyện Đông Sơn. Bởi khi cán bộ đảng viên đi trước, gương mẫu thực hiện đã huy động được tối đa tài dân, sức dân cùng chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới. Hơn 80% nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới ở đây do nhân dân đóng góp. Đông Văn là xã đầu tiên của Thanh Hóa vừa đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Từ cái việc mà người dân được biết, được bàn, được làm và được kiểm tra thì người dân hiểu rằng các cái công trình hạng mục này thì trực tiếp người dân sẽ là người được hưởng thụ. Vì vậy thì toàn xã từ năm 2012 đến năm 2020 đã huy động được hơn 80%, tức là hơn 425 tỷ trong cái tổng cái nguồn lực để đầu tư cho xây dựng các cái tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Và bà con cũng hết sức phấn khởi khi cái nguồn lực mình đóng góp rất là lớn, nhưng mà người dân đã được trực tiếp là người được hưởng thụ. Với phương châm dựa vào nỗ lực của cộng đồng dân cư là chính, có sự hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước, đồng thời khuyến khích các thành phần kinh tế cùng tham gia. Quá trình xây dựng các công trình nông thôn mới, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã huy động được tối đa nguồn lực trong dân. Người dân được tham gia bàn bạc, quyết định cách làm, giám sát quá trình huy động, sử dụng nguồn lực xã hội hóa, đảm bảo tính minh bạch, công khai dân chủ, tạo nên được niềm tin và sự đồng thuận cao. Ngoài góp công, góp sức, hàng chục nghìn hộ dân đã tự nguyện hiến đất mở đường, hoàn thiện cơ sở tầng, đáp ứng cơ bản nhu cầu phát triển kinh tế xã hội nông thôn. Đến nay, Thanh Hóa có 8 đơn vị cấp huyện, 337 trên 477 xã,
857 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới, 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã 77 thôn bản nông thôn mới kiểu mẫu, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Sau khi mà làm được cái các cái tiêu chí thì thấy là cái cuộc sống của nhân dân phải nó thay đổi. Đấy, nó cả về vật chất lẫn tinh thần. Đấy, cuộc sống là về môi trường này, về cảnh quan này là rất là đáng sống. Huyện chúng tôi sẽ tập trung để chỉ đạo các xã, các thôn để nâng cao các cái mô hình sản xuất, rồi các cái mô hình hữu cơ, các cái ứng dụng công nghệ cao để nâng cao cái thu nhập cho người dân. Và huyện cũng tiếp tục chỉ đạo nâng cao các cái cơ sở vật chất hạ tầng, nhân rộng các cái mô hình vườn sạch nhà đẹp, các cái mô hình vườn mẫu để nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần trong khu dân cư. Và cái mục tiêu làm sao đó để đến năm 2025 đời sống của nhân dân trong huyện được nâng lên và được hưởng thụ một cái cuộc sống theo cái nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục xác định chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là một trong 6 chương trình trọng tâm. Thấm nhuần lời dạy của Bác, quan điểm phải đem tẻ dân, sức dân của dân để làm lợi cho dân sẽ là kim chỉ nam để Thanh Hóa tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và những mục tiêu cao hơn trong xây dựng nông thôn mới, tạo nên những vùng quê đáng sống. Những năm qua, cùng với hoạt động kinh doanh an toàn hiệu quả và không ngừng phát triển, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng. Điều đó không chỉ thể hiện trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức, viên chức và người lao động ngành ngân hàng Thanh Hóa đối với cộng đồng, mà còn góp phần thiết thực vào công cuộc giảm nghèo, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Công trình xây mới trường tiểu học và trung học cơ sở xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa có tổng mức đầu tư trên 12 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương chi nhánh Thanh Hóa tài trợ 5 tỷ đồng. Hiện cả hai công trình đang được khẩn trương hoàn thiện và dự kiến sẽ được bàn giao trong thời gian sớm nhất, đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh trên địa bàn xã. Đây là một món quà hết sức có ý nghĩa, to lớn đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Xuân Thiên. Nó thể hiện cái sự sẻ chia, cái tinh thần trách nhiệm, cái sự đồng hành và cái sự quan tâm của Ngân hàng Vietinbank đối với cái công tác an sinh xã hội nói chung và cái ngành giáo dục về cái chăm lo bồi dưỡng thế hệ nói riêng. Đây chỉ là hai trong số hàng nghìn công trình phúc lợi an sinh xã hội được ngành Ngân hàng Thanh Hóa tài trợ trong thời gian qua. Trong đó, các lĩnh vực được ngành quan tâm tài trợ nhiều nhất là y tế, giáo dục, giao thông và văn hóa xã hội. Ngoài ra, hàng năm các ngân hàng tại Thanh Hóa còn hỗ trợ xây dựng hàng trăm căn nhà tình nghĩa tặng cho người nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, trao tặng học bổng, tặng quà cho học sinh, sinh viên, đặc biệt là các trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa và tham gia tích cực vào các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn do tác động tiêu cực của dịch COVID-19, cũng như vẫn phải tập trung nguồn lực cho việc tái cơ cấu và xử lý nợ xấu, các đơn vị trong ngành Ngân hàng Thanh Hóa vẫn nỗ lực đi đầu trong hoạt động tài trợ an sinh xã hội. Hàng năm, kinh phí hỗ trợ lên tới hàng chục tỷ đồng được ngành huy động từ các nguồn như lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, quỹ phúc lợi và quỹ hoạt động công đoàn ngành, đóng góp tiền lương của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động. Chúng tôi được Agribank bàn giao cho dạy nhà này thì cái công tác chăm sóc nuôi dưỡng của nhà trường chúng tôi là nâng lên một cách là rõ rệt. Cơ sở vật chất nó khang trang hơn, đầy đủ hơn thì các con đi học là tỷ lệ huy động của chúng tôi là cao hơn những năm trước. Trong 10 năm qua thì chúng tôi đã đóng góp tài trợ hơn 100 tỷ đồng cho các công trình, nhất là 28 công trình cho các trạm y tế cũng như các trường học cho các xã có địa bàn khó khăn. Đây cũng là mục tiêu mà chúng tôi đóng góp cho các địa phương, các xã có hoàn cảnh khó khăn để thực hiện ít nhất là 2 cái tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Hướng tới ngân hàng xanh phát triển bền vững vì cộng đồng, lan tỏa tinh thần sẻ chia, hệ thống các ngân hàng Thanh Hóa đang tiếp tục đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội của tỉnh, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng văn minh, giàu đẹp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.